quý vị, sáng nay tại Hà Nội, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh thay mặt nhân dân, cán bộ chiến sĩ thành phố trao tặng hỗ trợ người dân gặp nạn trong vụ cháy tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Tại buổi thăm và làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung trao kinh phí hỗ trợ 5 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và gửi lời chia sẻ của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đến Đảng bộ, chính quyền và người dân thủ đô, mong rằng người dân thủ đô sớm vượt qua mất mát to lớn, sớm ổn định cuộc sống. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cảm ơn sự sẻ chia, quan tâm của thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội. Đây là động lực để thành phố vững vàng khắc phục hậu quả vụ cháy, nỗ lực hỗ trợ cùng người dân vượt qua khó khăn. Đồng chí Nguyễn Lan Hương gửi đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh thư cảm ơn của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đến thăm hỏi các lực lượng công tác đang làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Chúng tôi cũng hết sức là xúc động chia sẻ những khó khăn mất mát rất là lớn qua cái vụ hỏa hoạn này, thì đồng thời thì như vậy là chúng tôi là cũng hỗ trợ chia sẻ để chung sức với địa phương, với thành phố để làm sao chăm lo tốt nhất có thể cho những cái nạn nhân cũng như là các cái gia đình bị cái sự cố này xảy ra, và mong muốn rằng các cái nạn nhân cũng như là gia đình thân nhân sớm vượt qua cái khó khăn, ổn định cái cuộc sống. Cũng trong sáng nay, đoàn đã đến thăm em Lê Tâm Như, có bố mẹ và em trai tử vong trong vụ hỏa hoạn.